Kính chào quý hành khách thân mến. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, chuyến tàu mang số hiệu 2023 sẽ cập bến, chuyển giao hành trình mới sang chuyến tàu 2024. Chuyến tàu lần này sẽ đi đến một năm mới bình an, hạnh phúc. Xin quý khách vui lòng không mang thêm những phiền muộn lo lắng lên tàu. Những điều không cần thiết vui lòng gửi lại 2023. Nhanh chóng kiểm tra và cất giữ những hồi ức kỷ niệm có giá trị. Sắp xếp. Yêu thương ấm no, nhìn một nơi cùng nhau trở về sum vầy, tiếng cười khắp muôn nhà, tiếng pháo mới rộn ràng, cùng ngàn câu chúc an lành, chào một năm mới bình an.